gauntlet. Why is it always about strength with Noxians? At last I've come for you, Charrow Blight. Xài chiêu đi chơi. Không có lát. Giờ xuống lấy tiền coi. Hai chục vàng. Một. Hãy lấy vàng lại tôi kìa. Này chủ nhật anh team đi chơi hết rồi anh em ơi. Còn vài người à. Team đi chơi về nhà hết rồi. Nay ngày nghỉ anh em ơi. Ai thích đi đâu thì đi. Chết tiệt. Trời xong xuống mất đi trời. Trời mình đã để nó vào nãy giờ nắm tích trụ luôn kìa. Ui trời trời. Anh đã để nó đã xong nó vào tích trụ. Yeah. Sao mình nghèo quá ta, 16 phút chưa nghe đồ vậy ta. Dạ trời ơi. Phúc ca lan tỏa đâu? Phúc ca lan tỏa đâu hả? Chơi đi, tấp nó dưới kìa. Giờ tấp không có TP sao? Này tỷ số nhiều á. 2-0 cho Buffalo anh em ơi. Này Buffalo win 2-0 nha. Chắc kèo. Khi nào nó mang đầu phối đầu hả? Mấy kèo nào dễ mang đầu phối đầu hắt tiền đi mày. Đầu phối đầu đi lên yếu nhưng mà được cái giữa game mạnh, giữa game hắt tiền ngon.
Nintendo nó chạy dễ thương Nintendo, trời ơi, ai cũng nói vậy, ai cũng nói gì hết trơn, nhưng mà vẫn ép ai mà vậy là biệt đúng không, thường thế vẫn ép ai. Anh kiếm cho anh chị nào được không hả? What the fuck, baby boy, làm gì vậy baby boy? Bây giờ anh ăn bà gòn hàng gì? Ui là trời, chị đâu tới đây? Không đợi đâu, ok. Đồng đội đâu? Dạ rồi mà nhớ lâu á. À, hồi nãy thì kêu anh không già, giờ kêu anh già ha. Em á, cũng em không á. Cũng em không luôn á. Nãy em kêu anh không già, xong giờ anh kêu anh già, cũng em hết. Tất cả là cũng em luôn. Một em. À, Flippy, tôi có nhìn nó đâu mà chửi tôi kìa. Ây da, chửi tôi kìa, Flippy kìa. Tôi có nhìn nó đâu. Chơi đi bộ, cover chứ bộ. Ok. Mien đó chứ. Khó chịu. Sao team mình nó trâu quá vậy? Nó quýnh cảm giác nó không mất máu luôn ấy. Trời. Quýnh cảm giác nó không mất máu luôn ấy. Dê. Đủ con món chì ga này bắn mạnh hết nè. Bắn hết nè. Ủa, quỷ Dina nó quá giật. 8-1. Lên đồ tăng nữa chứ. Đó là xì đờ đấy. Cầm mát đi, cầm mát đi, cầm mát đi, cầm mát đi. Winna móc rồi nè. Rồi lấy máu trước nè. Đây, lấy máu đây. Gì ghê vậy, gì ghê vậy. Đó là xì đờ của các bạn đấy, đó là xì đờ của các bạn đấy. Đó là xe của các bạn đấy. Sao anh em tôi quýnh dưới đông quá vậy? Không có tôi mà. Ơi, xe lê đâu tới, xe lê đâu tới. Ok. Lắm. Anh em nhớ like subscribe kênh cho đỡ nha, mình em nhiều.